với channel của mình. Thì hôm nay đây là cái phiên bản mới cập nhật của VTC đây. Thì cái vũ khí mà trong phiên bản cập nhật đó chính là khẩu Kupi Bow này. Thì không biết là mình đọc thế có chuẩn không. Thì hôm nay đã mượn được tài khoản của bạn Phú. Và hôm nay mình sẽ tham gia một trận đấu đơn thật là nhanh để test cái khẩu súng Kupi Bow này. Test cái cung thì đúng hơn là khẩu súng. Wow, cung rất đẹp và tuyệt vời. Như vậy là cung tình yêu và thanh niên chuyện đã phải làm xuống rồi. Ủa, xã tốc con này nhanh vãi nồi anh em ạ. Thôi xong, như vậy là làm xuống rồi. Thì nhận xét qua cái ngoại hình của cái cây cung này một chút thì đây là một cây cung nhìn trông khá là đẹp. Với cái họa tiết được làm theo cái ý tưởng đó chính là cây cung của thần Kupi. Thần tình yêu đấy anh em ạ. Nào nào, mày ra lại. Mày nằm xuống vâng. Mũi tên tình yêu mà bắn vào thì chỉ có nằm xuống thôi. Rồi như vậy thanh niên sắc mặt lò rồi, đang định giết mình. Tướng này, có định mệnh. Như vậy là đang thập thò bắn thanh niên chỏm mông vào mũi cung thì thanh niên đó đã phải nằm xuống rồi. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy là cái lợi thế của xạ tốc nhanh nhưng mà cái tinh độ của cái cung này nó hơi thấp. Vì vậy mà mình bắn slipper đã khá là ngu rồi, quay sang bắn cung nó còn ngu hơn. Ui dồi ôi, ngon. Vâng, đúng là cái gì nó cũng phải đánh đổi anh em ạ. Xạ tốc ngon thì tinh độ nó phải giảm đi một chút, không lại bá đạo quá. Ui trời ơi, ngon. Thần tình yêu đến mà các thanh niên này không đón nhận à? Không đón nhận cũng nằm xuống. Tối mắt cũng nằm xuống. Ôi đậu phóng. Rồi như vậy là vừa rồi là mình đã ban phát rất là nhiều tình yêu cho những thanh niên kia rồi. Nhưng mà nha mẹ không đồng ý này. Vâng lại còn chẩm mông. Ôi đậu phóng. Thanh niên giờ cắt quọc này bắn ghê thế nhỉ. Mẹ nhân cho mình bắn đi coi. Tình yêu đang solo với nhau mà lại vào ngắt quãng này như thế nào đây? Đây rồi, đây rồi. Adu. Vâng, như vậy là sắp ra được một hai mạng như vậy phải lên bảng lên số sao nhỉ? Bắt lại nhau. Rồi, như vậy là mình chỉ còn kém người đứng đầu một mạng thôi anh em ạ. Đậu phộng. Năm, vâng, như vậy là các bạn có thể thấy là cái ngoại hình khi mà người khác nhìn vào cái cây cung ấy trông nó rất là đẹp, tỏa sáng. Thì nếu mà cầm cái cây cung này thì các bạn cứ yên tâm một điều là các bạn rất nổi bật. Ở mọi chỗ các bạn trốn là các bạn đều bị phát hiện hết. Bởi cây cung nó quá đẹp. Cái bướng này, vâng, như vậy là thò là đi ngay. Thì mình có cảm nhận một chút là cái tinh độ của cái cung này sẽ được tăng lên khi mà các bạn giữ cái nút bắn càng lâu thì tinh độ càng tăng và cái lực bắn ấy nó càng mạnh. Còn nếu các bạn ấn thả luôn ấy thì cây cung nó chỉ được cái xạ tốc thôi, còn lực bắn của nó thì nó sẽ không được nhanh khi mà các bạn giữ lâu, giữ mắc tối đa ấy thì bắn phát là cây cung nó phi đến luôn. Còn nếu các bạn bắn kiểu bắn thả ấy thì cái tên nó đi rất là chối. Bướng này vâng, 4 kim rồi. Anh em thấy lần đầu tớ nát tê cầm cái cung không đến lỗi tệ đúng không ạ? Rất phá đạo. Có lẽ là sau úi trời ơi tuyệt vời. Như vậy là kim 20 đã kết thúc. Đấy thì anh em đã thấy được cái sức mạnh của cái cung này. Cái cung rất đẹp. Cái cung được làm theo cái ý tưởng đó chính là thần tình yêu Kupi. Đấy thì nói chung là mình không có phàn nàn gì với cây cung này. Bởi vì thực chất là mình chưa trải nghiệm nó hết tầm. Và bây giờ mới là cái video clip đầu tiên mình cầm cái cây cung này cho nên là mình cũng hơi ngáo một tí. Và anh em biết ở đây từ trước đến giờ thì tấm xe vẫn cứ ngáo. Bây giờ bắn sniper. Bây giờ chuyển sang bắn cung thì không thể nào mà mình có thể pro được. Còn cái cây cung này thì nó khá là đẹp rồi, không ai chê được rồi. Đẹp tình vậy. Bướng này, vâng, lên bảng đến số luôn. Gặp thần tình yêu mà chỉ có nằm xuống thôi.
tôi sẽ đi bán phá tình yêu anh em ơi. Đã đều đây ạ. Úi giời ơi, đáp bom à. Vẫn mất máu. Động phận. Không có ai. Đã đều đây ạ. Dây rồi, giời ơi, trượt rồi. Nào 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 nào. Không có ai là sao nhỉ? À, như vậy là cái cung này lo cái lối bán của nó khá là mới lạ. Cho nên vì thế mình rất là thích bắn. À, đây là thò tay. Thò tay cũng rất nhau. Xem xong qua ủng hộ mình là video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Và đây là chỉ số của con cung này.